Ở điểm sau. Đây là Roman tới từ game thủ Chim Sẻ. 3 chiến thắng liên tiếp dành cho Chim Sẻ Đi Nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay, sau khi ở thế bị game thủ Cam Quýt dẫn trước với tỷ số là 4-1. Và bây giờ chúng ta đã đến với trận chung kết của trận bán kết 2 giải đấu AFF Red Bull Lolo. Thôi thì lần này anh em vỗ tay to hơn nữa được không ạ? Vỗ mạnh lên cái. Vâng, chúc anh em sức khỏe để ở lại xem tới 2 giờ đêm tính cả thể loại DE. Rất tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay, và thực sự là đến thời điểm này thì mình cũng không nghĩ là nó lại căng thẳng và kịch tính đến như vậy. Tôi vẫn cảm thấy hơi run. Có vẻ như không ai chậm chân ở thời điểm đầu cả. Nhưng bây giờ đầu tiên dành cho cái thủ Chim Sẻ với bài đấu được cầm Roman. Càng quá. Và những bước giò đầu tiên tới từ game thủ Chim Sẻ. Cách đánh thì có lẽ là lại lặp lại cái bài Babylon và Roman cách đây khoảng mấy trận. Một bài đánh mà biết đâu đấy Quickham lại không nhà, lại là một L, lại đóng một Y và có thêm một A. Đó là cái bài đánh mà ở trận thi đấu đầu tiên Chim Sẻ Nắng cầm Sumerian áp dụng khi mà Quickham cầm Rome. Cùng xem là khi Sẻ cầm Rome thì Sẻ sẽ lựa chọn giống trận thi đấu trước, đó chính là việc một L, một P, sau đó mới tăng L đánh sọc đơn. Quickham ở cái trận thi đấu đầu tiên đối đầu với Sumer thì không đóng phù mà anh ta chuyển thẳng luôn 4 nhà với A một áo. Rất cảm. Nhưng mà trận thi đấu trước hơi bất ngờ vì là song pha đổi nhà đấy tôi nghĩ rằng Quýt là người bị bất lợi. Quýt phản công luôn. Trận Baby Sam vừa rồi đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà thực sự là không có đồng máu ấy, đúng là thua nhiều quá. Trận vừa rồi Cam Quýt đánh cũng đã là rất cố gắng và hay rồi. Quá hay rồi. Có điều là Sẻ thì vẫn rất là trì, và đặc biệt là cái công nghệ. Khác biệt đầu máu 10 máu. Ở trận thi đấu trước thì nó cũng có một cái tác dụng tới con dân của Sumer. Trong cả 2 lần đỡ nhà, cả 3 lần đỡ nhà của game thủ Chim Sẻ thì đều có những sự góp mặt của những con dân 40 máu đảo. Quickham mà có mang dân ra tôi nghĩ rằng chết chưa kịp đảo thì nó chỉ là con dân của Babylon thôi. Đó là cái nhìn hơn của Summer trong kèo Summer Baby. Nó đã thể hiện rõ rệt ở trong trận đấu vừa rồi. Còn đến với trận đấu này thì Cam Quýt là người được cầm Babylon. Nó là một đơn vị lượng quân, có những đơn vị cung R, có cung A để chơi với Roman trong tay của cái thủ Chim Sẻ. Và chúng ta cùng xem ở trong trận đấu này thì cả hai cái thủ sẽ thi đấu như thế nào đây. Chung kết rồi. Thắng ở trận đấu này thì sẽ có lợi thế một chút trong cuộc đối đầu của bộ môn ABDE. Nhưng mà khi mà đã vào đến trận chung kết này rồi thì ai thắng DE sẽ là đi tiếp. Đúng không ạ? Ai thắng DE sẽ đi tiếp. Nói chung là cái một này nó chỉ là như kiểu là một trận show mắc vậy. Khi mà kết quả nó phải đánh đến trận thi đấu thứ 9 rồi thì nó chỉ đơn giản là một trận show mắc thôi. Còn lại bây giờ ai thắng DE người đấy sẽ đến với Đức. Chỉ cần thắng DE 5-4 thôi là đến với Đức, không nghĩ nhiều. Vì DE bao giờ cũng sẽ vâng luật là DE được ưu tiên hơn so với AOE1. Khi mà các bạn mỗi người thắng một thể loại và hiệu số là bằng nhau, lúc đó thì ai có hiệu số DE tốt hơn sẽ được đi tiếp. Vâng, ai là người thắng DE thì người được đi tiếp. Đúng rồi, ai là người thắng DE được đi tiếp. Chiều nay VNLove và game thủ VB cũng y hệt như vậy. VNLove thắng 5-2 trong thể loại AOE1 và thua cũng 2-5 trong thể loại AOE DE. Và VNLove đi về, VNLove đi nhưng mà là đi về, còn BB mới là người đi Đức. Bài đánh 25 dân dành cho game thủ Chim Sẻ, một bài cầm Roman. Sẻ lên đời sớm hơn cho game thủ Cam Quýt. Anh có nhìn thấy chỉ số giò không ạ? 27% map có xe giò. Cam Quýt đã phát hiện ra nhà game thủ Chim Sẻ với con xe giò này, còn Sẻ thì không. Sẻ chưa phát hiện ra nhà game thủ Cam Quýt. Quýt lên đời muộn hơn tương đối nhiều, để rơi tầm Nhìn cái khoảng cách đó phải tầm hơn 20 giây là ít. Phải 20 giây. 2 xe giò tới từ tầm quýt rồi. Dần. Thường thì mỗi một bài ăn thì của các game thủ tốt thì người ta thường cho 6 hoặc 5 đến 7 dân ăn. Trừ khi có những cái trận mà nghiền tay quá thì mười mấy đông dân ăn một bãi quả rồi kéo thật nhanh về. Đó là những bài ép tròn đồ về khung nhà. Đây là dân ăn hoang của đối thủ Cam Quýt và có giò thủ Quýt cũng sẽ đánh lạc đà ở thời điểm đầu khi đối đầu với Roman do đối thủ Chim Sẻ, nhưng Sẻ đang người có lợi thế khi ăn được 2 dân của đối thủ Cam Quýt ở trong tình huống vừa rồi. Giò di chuyển của nhà Quýt ở dưới 6 giờ. Ồ, 6 giờ nhưng không ăn mỏ quả này. Vâng. Ba voi một hiêu về dành cho game thủ Quýt Cam. Tôi đã nhìn thấy những xác hiêu và xác voi. Đây là tên giỏ lỗi đúng không anh? Hay là tên của để dành? Chắc chắn là giỏ lỗi. Pha vậy quá nhanh tới từ game thủ Cam Quýt trong tình huống vừa rồi. Còn đấy mà lọt vào thì xác định luôn anh đúng không? Anh G3 đúng không? Nó lọt vào con dựa xém thì đau đấy. Vẫn đang căng nha. Lỗi được cái bánh quả đấy thì không rõ là lỗi hay là của để dành cho Quýt Cam. Không, em nghĩ là không của để dành, nó đi ăn đi về yêu xa đến kia đi. Như vậy là đã lộ đấy từ cái thủ Chim Sẻ trong tình huống này. Và phải tinh tế để cản mặt ngựa giò. Quýt cũng rất nhanh chóng khi giật lạc đà của mình lại. Và con ngựa giò thì ngay lập tức quay lại tìm phù thủy của Chim Sẻ khi phát hiện ra. Và xin mời kỹ thuật viên mở tiếng game đúng không? Rất tuyệt vời tới từ kỹ thuật viên. Quá là mắc bình thì mọi thứ thì vẫn còn ở phía trước. Đây là một bài mà thực ra thì Sẻ có lợi thế lên đời sớm hơn, nhưng mà chưa chất quân của Sẻ phát triển khỏe hơn, chưa có nhiều những cái sát thương. Và khi sau khi mà Quýt không xong được khu vực nhà nó thì Quýt lại ăn bãi quả đó một cách tự do, lại khỏe ngon luôn. Và đây là một tình huống quan trọng ở trong trận đấu này. Sẻ đang phù những con phù của mình nhưng không phù được con lạc đà nào của Cam Quýt. Quá đen tới từ hai phù thủy của Chim Sẻ Đi Nắng ở trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc. Mặc dù đã có những tình huống vẩy e nhưng lạc đà của Cam Quýt vẫn áp sát rất nhanh, cộng thêm sát thương của ngựa giò khiến cho hai phù thủy của Chim Sẻ Đi Nắng đã nằm xuống. Tham lai của Sẻ vẫn đang đè tương đối mạnh. Vẫn có khá nhiều lạc đà tới từ vị trí của đối thủ Cam Quýt. Và đây là một tình huống lọt nhà dành cho game thủ Chim Sẻ. Ông lọt cả hai mặt đã. Vâng, mặt kia chắc là đen e ra để đưa quân ra ngoài đúng không? Cái mặt kia là đen e ra để đưa quân vào thủ. Sau kia để lọt nhà. Có BA tới từ game thủ Cam Quýt ở trong tình huống này, nhưng với tên lọt nhà này thì game thủ Cam Quýt đang mất dân của mình, nhưng Sẻ cũng đang là người phải hy sinh những đơn vị đông dân khi mà bị game thủ Cam Quýt truy sát với những con lạc đà. Và thêm một cung R thì móc vào mỏ vàng của Chim Sẻ Nắng tới từ Cam Quýt nữa. Vâng, lợi thế của con Roman đã được thể hiện nhiều tính đến thời điểm này. Vâng, sau trận này thì lợi thế nó là nhiều lắm anh ạ. Quýt đang trên khá nhiều dân nhưng cũng có những tình huống tay lạc đà khéo léo tới từ vị trí của game thủ Cam Quýt. Và Chim Sẻ Nắng cũng đang nằm xuống những con nông dân của mình. Liên tiếp là những tình huống trao đổi tới từ hai game thủ ở trong trận đấu này. Và có những tình huống tách cung đờ tới đối thủ Cam Quýt để kin phù thủy nhưng chưa kin được rồi. Đã ăn được phù thủy đối thủ Chim Sẻ nhưng Sẻ cũng đang nằm dần, nhưng vẫn còn phù tới từ Chim Sẻ và đâu rồi tiếp tục phù. Và không hiểu là Quýt lấy lực ở đâu ra mà rất lạc. Như vậy là phù được hai lạc đà và Cam Quýt reset. Vâng, còn quái vật Chim